Cùng với các biện pháp khoanh vùng truy vết thì những ngày giãn cách này, ngành y tế và các địa phương đã tích cực phối hợp để triển khai xét nghiệm diện rộng. Bước đầu, nhiều trường hợp mắc COVID-19 đã được phát hiện, giúp giảm thiểu bớt nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng. Ngay khi thành phố bắt đầu siết chặt giãn cách từ 8 giờ ngày 16 tháng 8, ngành y tế và các địa phương đã bắt tay ngay vào việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện tất cả hộ gia đình, công nhân làm việc 3 tại chỗ ở các doanh nghiệp, cũng như lấy mẫu toàn dân đối với khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Phương thức lấy mẫu theo hình thức cuốn chiếu từng tổ dân phố giúp đảm bảo giãn cách và không bỏ sót đối tượng. Tổ dân phố cũng như là các đoàn thể ở trong khu dân cư phát giấy để cho bà con hiểu được cái cuộc xét nghiệm này rất là quan trọng. Bà con rất là nhiệt tình, rất là hưởng ứng. Trước thì nói chung là cũng có một số bà con cũng chưa hiểu được, do đó còn trốn tránh, nhưng đợt này thì bà con đều tham gia. Khi lực lượng của phường xuống xét nghiệm thì lực lượng của khu dân cư cũng sẽ tổ chức vận động bà con ra đúng người, đúng đối tượng và không bỏ sót một trường hợp nào. Đến nay các địa phương đã hoàn thành xét nghiệm giai đoạn 1 với tổng cộng hơn 197.000 đại diện hộ gia đình được lấy mẫu, cùng với hơn 68.000 người dân trong khu vực phong tỏa, hơn 14.200 trường hợp là lực lượng phòng chống dịch và cung cấp vận chuyển hàng thiết yếu. Riêng trong ngày hôm qua 18 tháng 8, qua xét nghiệm hộ gia đình đã phát hiện 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong sáng nay, các quận huyện đã đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 và dự kiến hoàn thành vào ngày 23 tháng 8. Ra quân cao điểm lần thứ 2 của đợt cao điểm này để mà xét nghiệm trên toàn địa bàn phường, và đến giờ phút giờ là chúng tôi cũng đã đạt vượt cái chỉ tiêu đã đề ra, và chúng tôi cũng đã tập trung quan tâm tới một số đối tượng đặc thù là tiểu thương của các chợ, những người liên quan đến cảng cá Thọ Quang, những người liên quan đến lò mổ Đà Sơn, những người liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường, và đặc biệt là quan tâm đến những người mà buôn bán tạp hóa những cái mặt hàng thiết yếu, rồi những cái mặt hàng lương thực thực phẩm thường xuyên tiếp xúc với người dân, thì chúng tôi cũng đã đưa vào những cái hộ nuôi cá lồng bè trên sông Cô Đê, những cái hộ dân đánh bắt xung quanh khu vực biển của Làng Vân là chúng tôi đưa vào cái diện mà thường xuyên xét nghiệm. Xác định 7 ngày giãn cách là 7 ngày vàng nên công tác xét nghiệm đã được tăng tốc với lực lượng hùng hậu được huy động. Đặc biệt 9 đơn vị thực hiện xét nghiệm trên địa bàn thành phố đều được huy động để trả kết quả xét nghiệm kịp thời nhất. Khi mà có mẫu thì chúng tôi sẽ làm bất kể ngay đêm. Và là khi mà những cái mẫu đó là thuộc vào những cái mẫu nghi ngờ, những mẫu quan trọng thì chúng tôi sẽ là làm ngay. Với các chuỗi lây nhiễm phức tạp có nguy cơ rất cao vừa qua, nhất là chuỗi lây từ cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối Hòa Cường, nhiều trường hợp người dân liên quan vẫn không tự giác khai báo và khai báo gian dối, thì việc xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là biện pháp rất quan trọng lúc này. Từ cơ sở này, Đà Nẵng cũng sẽ đánh giá tổng thể nguy cơ từng địa bàn để có biện pháp phù hợp tiếp theo.